Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em lại chia sẻ đến các bác về những cây đào để phục vụ Tết Nguyên Đán 2024 này. Trước màn hình đây là cái vườn đào Ngũ Phúc. Tính năm nay là cây này là cây năm thứ 3. Gọi là 2 năm nuôi phôi. 2 năm nuôi phôi và năm nay là năm thứ 3 này. Mang nhìn này. Em phải đứng xa ra mới hết khung cây được. Đấy. Thì ở cái clip trước thì em đăng thời điểm tuốt lá đào. Nhiều bác có vào bình luận hỏi là bao giờ thì tuốt được lá đào nở chuẩn Tết. Thì nói chung là tùy theo khu vực. Chứ cái thời tiết ấm như thế này, bây giờ các bác đè ra thì nó sẽ nở sớm. Những cây to gốc già thì các nhà vườn có khách đặt chơi sớm thì có thể là tuốt. Còn như cái vườn đào Ngũ Phúc này bán chuẩn Tết thì cho các bác xem nhá, hình thức nụ lá như thế nào nhá. Hình thức nụ này, thời điểm này bây giờ hiện tại hôm nay là ngày 26 tháng 10. Đấy các bác xem này, 26 tháng 10 mà nụ nó như thế này đây. Thì dự tính nhà vườn, cái vườn đào Ngũ Phúc này là dự tính vào tầm khoảng tính thời gian ra là ngày mùng 5 sẽ bắt đầu tiến hành tuốt. Đấy, đi trong này kín quá, đi ra ngoài. Dự tính là mùng 5 tháng 11 là bắt đầu là xuống lá. Nhưng mà không phải xuống hết nha các bác nhá. Các bác lưu ý là ngày mùng 5 không phải sẽ xuống hết một loạt mà xuống sẽ xuống 30%. Sau đó mình còn nghe ngóng thời tiết, bởi vì cây đào này nó phụ thuộc vào thời tiết rất là nhiều. Đấy, cây đào rất là khủng. Cây này nếu mà chuẩn mà vào mùng 5, nhưng mà đang nhà vườn còn đang tính khả năng xuống tầm khoảng mùng 2 thôi. Bởi vì số lượng cây như này cũng khá là nhiều, 100 cây nhưng mà toàn cây to như này. Các bác xem là xuống lá nó đã mất vài ngày rồi, cho nên là khả năng là dự tính sẽ xuống sớm trước khoảng 2 ngày. Cây này tầm khoảng mùng 2, mùng 3 là đã bắt đầu là xuống lá. Đến những cây cuối cùng là xuống lá vào hôm mùng 5 là vừa. Tầm này mắt nụ cũng khá là ổn định đấy. Đấy. Cây rất là khủng, to nhé. Bác xem gốc này. Gốc rất là sạch. Gốc này không một tí gọi là xi mủ nào cả. Cho nên là các bác rất là yên tâm. Thì tiện đây, em cũng chia sẻ đến các bác cái vườn đào Ngũ Phúc này nhá. Bây giờ là có 100 cây. Nhà vườn cũng đang muốn bán. Sẽ đảm bảo hoa cho các bác là đến Tết. Các bác là cứ yên tâm, chuẩn Tết. Gọi là khi nào gọi là chuẩn hoa thì các bác mới mang về. Bởi vì dòng cây đào này nó không như là cây quất, cây gì khác. Tất nhiên là mình mua về là mình phải mua có hoa. Cây nào không hoa thì bớt lại. Đấy, cho nên là các bác cứ yên tâm. Nhà vườn sẽ đánh chuyển lên tận xe cho các bác. Thì số lượng cây này có 100 cây thôi nhá. Bác nào mà có nhu cầu thì em sẽ để lại số điện thoại trên tiêu đề cho các bác liên hệ trực tiếp. Còn về thời điểm tuốt lá đào vào thời gian nào thì tầm khoảng mùng 2 đến mùng 5, thời gian đó em rảnh em sẽ chia sẻ đến các bác. Còn về hình thức các bác cứ nhìn thực tế luôn. Nếu mà so ra thì
cứ xem là nọc ná nụ nhà mình nó như này thì tầm đấy các bác cũng có thể là tuốt được. Nhưng mà các bác nên lưu ý là vào cái thời điểm, vào cái tùy khu vực của mình nhá. Quê các bác mà lạnh nhiều thì các bác nên tuốt sớm. Còn thời tiết miền Bắc ở chỗ em Hưng Yên này, nó thời tiết nó không lạnh, thời tiết nó ổn định bình thường như mọi năm, thì cứ theo như chu kỳ là cứ tầm mùng 5 là bắt đầu sống ná nha các bác nhé. Em cũng xin dừng clip tại đây nhé. Xin chào tất cả các bác nhé.